Xin lòng nhiệt chào mừng tất cả quý vị khán giả và các bạn yêu mến bộ môn bóng chuyền hơi. Hôm nay là tại sân thi đấu của khu 1 phường Thanh, thành phố Bí Tỉnh, Quảng Ninh sẽ diễn ra trận thi đấu giao hữu giữa hai câu bộ, đó là FC Vui Vẻ và câu bộ khu 3 phường Trương Vương. Hôm nay là sự thống nhất của lãnh đạo hai câu bộ đã tổ chức trận thi đấu giao hữu tại sân khu 1 phường Thanh. Vâng, vậy là trọng tài đã cho hai đội bắt tay chào sân. Vâng, trong trận đấu đầu tiên này của trận giao hữu thì các chàng trai bên phía khu 3 phường Trương Vương sẽ là bên phía tay trái mình các bạn, còn các chàng trai bên phía đội FC Vẻ là đội chủ nhà sẽ là bên phía tay phải mình các bạn. Vâng, trọng tài điều khiển chính của trận đấu này đó là ông Văn Mau, một trọng tài của khu 1 phường Thanh. Vâng, trọng tài cho đánh dạo 3 quả trước khi vào thi đấu chính thức. Vâng, một quả đánh dạo đầu tiên. Vâng, đội hình ra quân của các chàng trai bên phía đội khu 3 phường Trương Vương trong trận đấu đầu tiên này gồm có Hoàng Sơn, Khắc Long, Khắc Phương, Tuyến Luật và Trần Tiến. Và một hình rất mạnh của các chàng trai bên phía đội khu 3 phường Trương Vương đã mang lên sân của khu 1 phường Thanh để thi đấu giao hữu với đội FC Vẻ. Còn các chàng trai bên phía đội FC Vẻ ra quân trong trận đấu đầu tiên này gồm có Lão Tướng Hoàng Dũng đang đứng ở vị trí trên hai. Vâng, vậy là đánh dạo 3 quả đã xong, trận đấu sẽ chính thức bắt đầu. Vâng, vậy là trọng tài cho đánh luôn ạ. Đã hết đánh dạo hết 3 quả rồi. Vâng, vậy là trong trận đấu đầu tiên của trận thi đấu giao hữu này thì các trai bên phía đội FC Vẻ sang người giao bóng trước. 0-0. Vâng, vậy là trận đấu đầu tiên đã chính thức bắt đầu. Khắc Đông, không phải, một pha đánh trồng. Bóng vẫn còn. Còn cơ hội cho các trai bên phía khu 3. Tình huống xử lý bóng vừa rồi là của Tiến Luật. Vâng, rất đáng tiếc tình huống xử lý bóng vừa rồi của các trai bên phía FC Vẻ đã ra ngoài. Vâng, điểm số đầu tiên trong trận đấu thứ nhất này đang thuộc về khu 3 phường Trương Vương, 1-0 qua khu 3 phường Trương Vương. Vâng, đội hình ra quân của các trai bên phía đội FC Vẻ trong trận đấu đầu tiên này gồm có Lão Tướng Hồng Dũng đang đứng ở vị trí chuyền hai, cũng là huấn luyện viên của FC Vẻ. Một pha ghi điểm của Khắc Phương. Vâng, Khắc Phương đã mang điểm số thứ hai cho khu 3 phường Trương Vương, 2-0 cho khu 3. Vâng, bên cạnh Lão Tướng Hoàng Dũng gồm có các cầu thủ đó là Đỗ Đạt, một pha là bóng uy lực của Đỗ Đạt rất đáng tiếc tình huống vừa rồi đã ra ngoài sân. Vâng, điểm số thứ ba cho khu 3 phường Trương Vương, 3-0. Vâng, FC Vẻ gồm có Lão Tướng Hoàng Dũng, Đỗ Đạt, Độc Đắc, Xuân Thưởng và anh Thành Trung. Bộ đội hình cũng tương đối mạnh của FC Vẻ. Một pha kết thúc quá tuyệt vời của Khắc Đông các bạn ạ. Vâng, Khắc Đông báo số 3 bên phía đội khu 3 phường Trương Vương có tình huống kết thúc tuyệt vời để mang điểm số cho khu 3, 4-0 rồi. Vâng, một sự khởi đầu rất thuận lợi của các trai bên phía đội khu 3 phường Trương Vương. Vâng, một tốt của Độc Đắc, cầu thủ Thái Trung chưa thành công. Vẫn là cơ hội cho khu 3, Khắc Đông. Cơ hội cho FC Vẻ. Vâng, vẫn là cơ hội cho khu 3. Một pha xử lý rất khó chịu đến từ Hoàng Sơn, bóng vẫn còn, vẫn là cơ hội cho khu 3, Khắc Phương. Bóng vẫn còn. Khắc Đông. Rất đáng tiếc tình huống kết thúc vừa rồi của Khắc Đông đã không thành công. Với điểm cho các trai bên phía đội FC Vẻ, 1-4 cho FC Vẻ. Bài bàn lần điểm của cháu ấy bà ơi. Vâng, hội cháu ấy. Vâng. Hoàng Sơn. Bóng vẫn còn. Một pha loạt bóng rất tốt của Khắc Đông. Một pha kết thúc có lực rất tốt của Đỗ Đạt, rất tiếc là bóng ngoài sân rồi. Vâng, điểm cho các trai bên đội khu 3 phường Trương Vương. 5-1 cho khu 3 phường Trương Vương. Vâng, Khắc Phương người phát bóng cho khu 3. Cơ hội cho FC Vẻ, Độc Đắc. Cái chân rất khéo của Khắc Phương, bóng vẫn còn. Khắc Đông. Rất đáng tiếc tình huống vừa rồi bóng ra ngoài sân mất rồi. Vâng, điểm cho thằng trai biến đội FC Vẻ, 25 cho FC Vẻ. Vâng, trận thi đấu giao hữu này sẽ được tường thuật lại trên kênh YouTube Bóng Chuyền Hơi VH. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Vâng, vậy là trọng tài bắt lỗi dính bóng của Hoàng Sơn rồi, rất đáng tiếc. Vâng, điểm cho thằng trai bên đưa đội FC Vẻ, 35 cho FC Vẻ. Vâng, FC Vẻ hôm nay thiếu mất chủ công rất sắc của mình, đó là Việt Anh và Idol Hồng Thơm. Nhưng vẫn còn đó những cầu thủ rất chất lượng, đó là Độc Đắc, Đỗ Đạt và Thành Trung.
Bên cạnh đó là huấn luyện viên trưởng Hoàng Dũng, một pha phòng thủ quá tuyệt vời của Khắc Phượng. Bóng vẫn còn, một tình huống phòng thủ tốt của Đỗ Đạt. Vẫn là cơ hội cho Cú Á. Một pha vừa rồi là của Tiến Luật. Vâng, tình huống điểm cho thằng trai bên phía đội khu 3 Phường Trương Vương rồi. Ông 7-3, vâng 7-3 cho khu 3 Phường Trương Vương. Trần Tiến thì người phát bóng cho khu 3 Phường Trương Vương. Đỗ Đạt, bóng hiền, cơ hội cho khu 3. Tiến Luật không thành công rồi. Rồi một pha đội bóng không thành công của Tiến Luật, điểm cho thằng trai bên phía đội SC vẻ 4-7. Được một tốt của Tiến Luật. Khắc Đông bóng chắn thành công, bóng vẫn còn. Và xử lý rồi là của Trần Tiến. Vẫn là cơ hội cho khu 3. Vẫn là Khắc Đông. Vòng này Khắc Đông đã xử lý bỏ nhỏ nhưng chưa thành công. Ai đây? Hoàng Sơn, bóng vẫn còn, vẫn là cơ hội cho FC Vẻ. Cơ hội cho FC Vẻ. Đỗ Đạt, quá hay. Đó là tình huống kết thúc của Đỗ Đạt. Vâng, Đỗ Đạt đã mang được số cho FC Vẻ 5-7. Vâng, 5-7 cho thằng trai của FC Vẻ. Khoảng cách giữa đội là 2 điểm số rồi. Bước 1 của Trần Tiến. Tiến Luật không thành công rồi. Một pha là bóng không thành công của Tiến Luật. Vâng, điểm số 6-7 cho thằng trai bên phía FC Vẻ. Khoảng cách giữa đội là 1 điểm số mà thôi. Khắc Đông, bước 1 tốt rồi. Độc Đắc, quá hay. Đó là pha xử lý của Độc Đắc các bạn ạ. Một tình huống xử lý bóng rất khéo đến từ vị trí của Độc Đắc. Điểm số đã trở về đến bằng 7 đều. Vâng, 7 đều rồi. Bước 1 tốt rồi. Khắc Đông, một pha đá bóng uy lực. Vâng, tình huống kết thúc tuyệt vời của Khắc Đông. Bóng đã lọt chắn, mang điểm số cho thằng trai của khu 3 của Trung Vương. 8-7 cho khu 3. Vâng, Khắc Đông trong phút vừa qua đang thi đấu rất ấn tượng các bạn ạ. Vẫn là cơ hội cho khu 3. Đỗ Đạt không thành công. Vâng, trọng tài xác định điểm cho thằng trai bên phía đội khu 3 Phường Trương Vương. 9-7. Vâng, khu 3 Phường Trương Vương lại đã ra khoảng cách 2 điểm trước thằng trai của SC Vẻ rồi. Bước 1 tốt của Đỗ Đạt. Đỗ Đạt và kết thúc tuyệt vời rồi. Vâng, lần này Đỗ Đạt đã kết thúc thành công để dành điểm số cho thằng trai của SC Vẻ 8-9. Vâng, thiếu vắng trụ cột của mình đó là Việt Anh và Idol Thông thì trọng trách ghi điểm sẽ thuộc về Đỗ Đạt các bạn ạ. Đỗ Đạt sẽ là chủ công của các thằng trai bên phía FC Vẻ. Một pha xử lý bóng không thành công rồi. Vâng, là điểm cho thằng trai. Vâng, như vậy là trọng tài xác định bóng trong sân rồi. Điểm cho thằng trai của khu 3 18. Đỗ Đạt, bóng ngoài sân, bóng chắn ra ngoài. Vâng, điểm cho thằng trai của FC Vẻ 9-10. Vâng, một điểm số được ghi bởi Đỗ Đạt các bạn ạ. Ai đây? Hoàng Sơn, quá khéo. Một pha xử lý bóng quá khéo đến từ vị trí của Hoàng Sơn. 11-9 cho thằng trai bên phía đội khu 3 Phường Trương Vương. 11-9 mà. Bước 1 tốt của anh Thành Trung. Đỗ Đạt, vâng, rất đáng tiếc, tình huống vừa rồi bóng đã ra ngoài. Một pha bóng chắn quá tốt của các thằng trai bên phía đội khu 3. 12-9 cho khu 3 Phường Trương Vương. Vâng, khoảng cách giữa đội đã là 3 điểm số. Bước 1 tốt rồi. Độc Đắc, rất đáng tiếc, trọng tài xác định là Độc Đắc đã dâm mạch trong tình huống nhảy lên lập bóng vừa rồi. Vâng, điểm số tiếp theo cho các thằng trai của khu 3. 13-9. Bước 1 tốt của anh Đình Trung. Đỗ Đạt, vâng, vâng, vậy là trọng tài xác định là bóng chạm tay chắn ra ngoài. Vâng, điểm cho thằng trai bên phía đội FC Vẻ 10-13. Vâng, đây là trận thi đấu giao hữu, rất mong hai đội sẽ thi đấu cởi mở hết mình để cống hiến cho khán giả những tình huống bóng hay đang bắt ạ. Vâng, một điểm số nữa là ghi cho thằng trai bên phía khu 3 14-10. Đỗ Đạt, vâng, lần này Đỗ Đạt đã xử lý bóng thành công rồi. Điểm cho thằng trai bên phía đội FC Vẻ 11-4. 11-14 các bạn, vâng. Bước 1 tốt của Tiến Luật. Khắc Đông, bóng vẫn còn, không được rồi.
Vâng, một pha phòng thủ không thành công của các chàng trai bên phía đội FC vẻ điểm cho Cuba Vinh Trung Vương. 15-11. Và phần bóng vừa rồi của Khắc Phương. Một pha kết thúc tuyệt vời của anh Thành Trung. Vâng, anh Thành Trung đã giành điểm số cho các chàng trai bên phía đội FC vẻ 12-15. Cố lên, 3 quả nữa. Vâng, khoảng cách giữa đội là 3 điểm số rồi. Bước một tốt của Khắc Đông. Một pha phòng thủ tốt của Đồng Đắc. Đỗ Đạt. Bước một tốt của Tiến Luật. Vâng, một pha đôi công của hai đội. Làm gì không? Không được rồi, pha bấm chắn thành công của Hoàng Sơn. Vâng, Hoàng Sơn tình huống bấm chắn thành công để mang điểm số cho các anh trai bên phía khu 3 Trung Vương. 16-12. Vâng, Hoàng Sơn người phát bóng cho khu 3 Trung Vương. Bước một. Vâng, bước một hơi mạnh. Bóng Hiền. Không thành công rồi. Vâng, một pha bóng không hiểu ý nhau giữa anh Thành Trung và Độc Đắc. Vâng, điểm cho anh trai bên phía đội khu 3 phường Trương Vương. 17-12. Khoảng cách giữa đội đã lắp điểm số. Vâng, các anh trai bên phía FC vẻ thi đấu bình tĩnh tự tin nào. Vâng, pha phòng thủ không thành công rồi. Tình huống kết thúc tốt của anh Thành Trung. Vâng, điểm cho anh trai bên phía FC vẻ 13-17. Một pha kết thúc quá tuyệt vời. Một pha phòng thủ tốt của anh Thành Trung. Ai đấy? Khắc Đông. Vâng, một pha kết thúc vừa rồi của Khắc Đông. Vâng, trọng tài xác định bóng trong sân rồi. Tình huống kết thúc tuyệt vời của Khắc Đông các bạn ạ. Điểm cho thằng trai bên phía đội khu 3. 18-13. Độc Đắc. Rất đáng tiếc, tình huống lỗi kỹ thuật của Độc Đắc rồi. Tình huống nhảy nên vừa rồi Độc Đắc đã giáp mạch. Điểm cho khu 3, 19-13. Ở hình thức thi đấu trong với trận đấu là 25 điểm câu hỏi nhá. Một pha kết thúc tuyệt vời. Vâng, một tình huống đánh lỏng tay rất tốt của Đỗ Đạt đã giành điểm số cho FC vẻ 14-19. Bước một tốt của Tiến Luật. Khắc Đông. Một pha phòng tốt của Đỗ Đạt. Bóng. Vâng, tình huống bắt bóng hơi quá. Vâng, một pha phán đoán sai rồi. Vâng, điểm cho thằng trai bên phía khu 3. 20-14 rồi. 24 cho khu 3 Phường Trương Vương. Khoảng cách giữa đội đang là 6 điểm số. Đỗ Đạt. Ai đây? Xuân Thường. Một pha phòng thủ tốt. Bóng vẫn còn. Tình huống phòng thủ tuyệt vời vừa rồi là của Khắc Đông. Vâng, tình huống kết thúc tốt của anh Thành Trung rồi. Vâng, điểm cho anh trai bên phía đội FC vẻ 15-20. Lộc Đắc sẽ người phát bóng cho FC vẻ. Bước một tốt của Tiến Luật. Hoàng Sơn. Rất khó chịu. Một pha xử lý quá khó chịu đến từ Hoàng Sơn. Vâng, điểm cho anh trai bên phía đội khu 3. 21-15. Vâng, khoảng cách giữa đội đang là 6 điểm số. Bóng vẫn còn, Khắc Đông. Một pha xử lý bóng hay của Khắc Đông. Bóng vẫn còn. Rất cố gắng. Một tình huống cứu bóng cố gắng vừa rồi đã không thành công. Và điểm cho thằng trai bên phía FC về 16-21. Bước một tốt của Khắc Phương. Khắc Đông. Quá hay. Vâng, tình huống kết thúc tốt của Khắc Đông đã giành điểm số cho thằng trai bên phía đội khu 3. 22-16. Ở bên các trai bên phía khu 3 Phường Trương Vương còn cách chiến thắng với 3 điểm số rồi. Độc Đắc. À không, Đỗ Đạt. Vâng, vừa rồi đó là tình huống kết thúc tuyệt vời của Đỗ Đạt. Vâng, chủ công xuất sắc của các anh trai bên phía FC vẻ đã giành được số cho FC vẻ 17-22. Tiến Luật. Một pha phòng thủ tuyệt vời. Và người đập tốt và người phòng thủ quá tuyệt vời các bạn. Khắc Phương. Ở Tiến Luật. Vâng, một pha xử lý tốt của Đông Đắc. Tình huống quan sát và xử lý bóng rất nhanh của Đông Đắc về cuối sân đã mang điểm số cho hàng trai bên phía FC vẻ 18-22. Vâng, Đông Đắc đã giành điểm số 18-22 cho hàng trai bên phía FC vẻ. Khắc Đông. Một pha kết thúc tuyệt vời. Vâng, người kết thúc tốt và người phòng thủ cũng có quá hay. Vâng, một pha phòng thủ tuyệt vời đến từ vị trí của anh Thành Trung các bạn ạ. 19-22 cho hàng trai bên phía FC vẻ. Tiến Luật. Độc Đắc.
Vâng, vậy là trọng tài xác định là Độc Đắc đã dẫm mạch trong tình huống nhảy lên xử lý bóng vừa rồi. Có điểm cho anh trai bên phía khu 30 Trương Vương, 23-19. Vâng, ông Táo đã về rồi các bạn ạ. Ông Táo đã về rồi. Còn hai điểm số thôi thì khu 30 Trương Vương sẽ giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên. Một pha xử lý bóng hay của Đỗ Đạt. Một pha xử lý bóng rất bất ngờ của Đỗ Đạt đã ba điểm số cho anh trai bên phía đội FC Vẻ 20-23. Vâng, đã có điểm số 20 cho FC Vẻ. Quá hay. Những pha xử lý bóng lỏng tay rất nhẹ nhàng của Hoàng Sơn. Rất hiệu quả đã ba điểm số tiếp theo cho khu 3 24-20. Vâng. Đã điểm set point cho khu 3 Trương Vương rồi. Độc Đắc. Vâng, lần này Độc Đắc đã qua đập bóng thành công. 21-24 cho FC Vẻ. Vâng, vẫn là cơ hội kết thúc trận đấu cho khu 3 Phương Trương Vương. Ai đây? Bóng hiện rồi, cơ hội tổ chức phản công. Đỗ Đạt. Một pha đập bóng phá chắn uy lực của Đỗ Đạt đã thành công. Vâng, một pha phá chắn tuyệt vời của Đỗ Đạt đã mang được số 22-24 cho FC Vẻ. Vâng, con thỏ là con gỡ các bạn ạ. Bóng vẫn còn. Bước một lỗi rồi. Một pha bắt một lỗi của con trai bên phía khu 3. Đã có điểm số 23-24 cho FC Vẻ rồi. Một điểm số rồi. Liệu các trai bên phía FC vui vẻ có lật kèo không? Và kết thúc tốt rồi. Vâng, tình huống kết thúc trận đấu của Khắc Đồng. Vậy là trong trận đấu đầu tiên này thì các trai bên phía đội khu 3 Phương Trung Vương đã vượt qua các trai bên phía FC Vẻ với tỷ số là 25-23. Vâng, một trận đấu rất hay của hai đội các bạn ạ. Vâng, hai đội sẽ tạm nghỉ ít phút để chuẩn bị thi đấu trận đấu thứ hai. Trận đấu thứ hai bắt đầu. Đội SC vui vẻ mặc áo xanh đậm. Đội Trương Vương mặc áo xanh nhạt đứng bên phải của sân nhà văn hóa. Đội SC vui vẻ đứng bên trái của sân nhà văn hóa. Hai ba hai năm xít nhau nào, thổi còi đi kìa. Trương Vương phát bóng, điểm 1-0 cho đội Trương Vương. 3-25-23. Vẫn còn. Phòng thủ tốt. Hay quá. Rất đẹp. Đẩy bóng rất nhẹ và đã ăn điểm 1-1. Điểm cho đội Trung Vương 2-1. Đẩy bóng chưa qua. 2-2 điểm cho đội SC vui vẻ. Đập bóng đẹp, đội Trương Vương điểm 3-2. Đúng rồi đấy, 3-2 đấy. Thanh Sơn hay Trương Vương? Trương Vương, cô nói Trương Vương đúng rồi. Được rồi, một trận này chị, một trận rồi. Đội nào được? Trương Vương. Dẫm vậy chờ. Điểm cho đội Trương Vương 4-2. Quá không đúng được. Điểm cho đội SC vui vẻ 3-4. Ừ.
bóng không qua lưới. Điểm cho đội SC Vui Vẻ 4 đều. Điểm cho đội Trung Vương 5-4. Ông Thú hôm nay thêm đến đâu anh nhỉ? Vậy Thú về đẹp. Đập bóng không qua. Điểm cho đội Trung Vương 6-4. Rất đẹp. Điểm cho SC Vui Vẻ 5-6. À đây, xuống đây. Ông chỗ em uống nước anh chỗ. Đấy chứ. Em bảo rõ ràng em nhìn thấy anh mà này sao không nhìn thấy đâu. Ôi trời ơi. Đập bóng ra ngoài. Chạm tay. Điểm cho đội SC Vui Vẻ 6 đều. Rất đẹp. Đúng vào đây. Đó là đây mà ngồi cho nó nhìn. Hay quá. Đẩy bóng ra ngoài. Điểm cho đội Trung Vương 7-6. Còn điểm cho đội Trung Vương 8-6. Lập bóng đẹp. Điểm cho đội SC Vui Vẻ 7-8. Điểm cho SC Vui Vẻ 8 đều. Vỗ tay. Hai đội giành giật nhau từng điểm một. Bóng ngoài. Điểm cho SC Vui Vẻ 9-8. Đập bóng không qua. Điểm cho SC Vui Vẻ 10-8. Bóng trong sân. Điểm cho Trung Vương 9-10. Đẩy bóng đẹp. Điểm cho đội SC Vui Vẻ 11-9. Rồi rồi. Nó vào tay rồi. Điểm cho Trung Vương 10-11. Điểm cho Trung Vương 11 đều. Phát bóng hôm qua. Điểm cho SC Vui Vẻ 12-11. Ôi dồi, chú chết. Ôi, chưa qua nữa. Điểm cho Trung Vương 12 đều. Đập bóng đẹp. Điểm cho SC Vui Vẻ 13-12. Ôi kìa. Điểm cho Trung Vương 13 đều. Chắn bóng đẹp. Điểm cho Trung Vương 14-13. Bóng trong sân. Điểm cho SC Vui Vẻ 14 đều.
Hay quá, hay quá. Mày vẫn còn đấy. Điểm cho xem vui vẻ 15-14. Đá bóng đẹp. Điểm cho Chư Vương 15-15. Ăn không? Điểm với Chư Vương 16-15. Hay quá, hay quá. Ăn đẹp. Điểm với Chư Vương 17-15. Nó đập kính lắm. Nó đập cống lắm. Nó đập đẹp. Cái thằng mặc áo quần dài. Mặc áo màu bé bé. Hay quá, hay quá. Kia. Con. Điểm cho Chư Vương 18-15. Điểm với Chư Vương 19-15. Ăn ăn. Ui dồi, suýt chết. Không đánh giỏi. Úi, kìa. Ai thở lên. Ai thở lên. Điểm cho SC vui vẻ 16-19. Bên kia, bên kia sao đấy. Ô. Kinh thế. Sợ giật cả mình. Điểm cho SC vui vẻ 17-19. SC vui vẻ cố lên. Còn hai quả nữa thì kịp, cố lên. Điểm cho Chư Vương 20-17. Nhưng vẫn quay lại rồi đấy. Ôi, chết chết. Vào ngực mà. Điểm cho Chư Vương 21-17. Điểm cho SC vui vẻ 18-21. Rồi. Ôi ôi sao quá. Hay quá. Cố con. Nó đỡ tốt lắm. Ui giời chết rồi. Hay. Đỡ rất đẹp kìa. Hay. Quá đẹp. Điểm rất vui vẻ 19-21. Có lên. Quả bóng rất đẹp. Hai đội đánh rất là gay go nhưng mà rất đẹp mắt. Ôi ra ngoài rồi.
Thế nó lại thắng mất trận. Điểm cho đội Trương Vương 22-19. Đóng cổng vào kia cháu. Đóng rồi đấy. Rồi đây. Nó vẫn nó mở ra đằng sau. Ở ngoài cửa. Ở ngoài đường. Sao nó sắp hết rồi. Ôi trời, chết rồi. Cứu đi. Rồi, con. Ôi trời. Ngoài. Điểm cho SCV 20-22. Lúc đấy là 23-25. Xét thứ hai. Lúc đấy 23-25 cũng đang cười chứ nhỉ. Ôi. Điểm với Trung ương 23-20. Đỡ đi. Không đón gì cả. Yeah. Đấy hả? Điểm cho xe vui vẻ 21-23. Sao vừa chạy vừa. Điểm cho xe vui vẻ 22-23. Quả này nữa đi cho đều đây. Ôi, cứ như không sang ấy, trước giờ. Điểm cho Trương Vương 24-22. Cố lên. Hết set. Trương Vương 25-22. Trọng tài thổi còi là tiến trung. SC với vẻ bên phải, sân bên phải nhà văn hóa. Cô thế thì đổi đi để tôi đi về. Để chuẩn bị đi múa nhảy chứ nhỉ. À, chú Dũng ơi, chú nói đi. Chị đi về chị nấu cơm này. À, chị về chị chuẩn bị đi múa hát này. Múa biết thì em đang về, bà Lý đang gọi về với cháu này. Kìa, xinh chưa? À, cháu rồi. Điểm 1-0. Lật lưới. 8 ngày. Lật chưa? Trong bên này là 2 rồi đấy. Đội này là thắng 2 rồi đấy. Ừ. Bên này này. Cái chỗ 0 kìa. Cho số 2 đi. Chỗ này thì 0, chỗ này thì 2. Nó chuyển sang đây rồi. Chạy ra biên, đứng đừng có chú ở giữa. Chạy ra ngoài biên, vạch. Ừ. Điểm cho đội SM vẻ 2-0. Đấy, bên này lại chạy ra tận chỗ này. Bên kia thì không có cái gì đi. Bên kia bị o rồi. Đâu 2-1 chứ. Điểm cho Trương Vương 1-2. Đi huấn luyện cho đội tuyển tỉnh, đi huấn luyện cho đội tuyển thành phố được, mà về đây quân mình không nói được. Hay kìa. Hay quá. Con. Hay. Đánh bóng ra ngoài. Điểm cho SC vui vẻ 3-1. Điểm cho Trung Vương 2-3. Đấy, thế. Con. Điểm cho Trương Vương 3-0. Bóng nó sang rồi còn vua. Đâu?
Không, nhưng bóng nó sang rồi mà. Chú. Bóng nó qua rồi nó mới vào chứ. Chưa hiểu lắm. Điểm cho C vui vẻ 4-3. Phát bóng chưa qua. Điểm với Trương Vương 4-4. Vỗ tay. Chẳng có ai mà vỗ. Đập bóng đẹp. Điểm cho SC vui vẻ 5-4. Chị Toán ấy, chị lật cho em ấy, chị Toán. Điểm cho SC vui vẻ 6-4. May giải thắng đợt này tốt. Phát bóng chưa qua. Điểm cho Trung Vương 5-6. Điểm với Trung Vương 6-0. Điểm với Trung Vương 7-6. Đập bóng chưa qua. Điểm với Trung Vương 8-6. Đập bóng ra ngoài. Điểm với Trương Vương 9-6. Đập bóng đẹp. Điểm cho SC vui vẻ 7-9. Đập bóng ra ngoài. Điểm cho SC vui vẻ 8-9. Điểm cho Trương Vương 18. Đẩy bóng đẹp. Điểm cho SC vui vẻ 9-10. Điểm cho SC vui vẻ 10-0. Điểm cho Trương Vương 11-10. Điểm cho SC vui vẻ 11-0. Điểm cho Trương Vương 12-11. Thế à? Úi giời ơi. Điểm với Trương Vương 13-11.
Điểm cho Trung Vương 14-11. Ôi giời. Điểm cho Trung Vương 15-11. Điểm cho Trung Vương 16-11. Hỏi lên 5 quả rồi đấy. Điểm cho C vui vẻ 12-16. Đợt bóng chưa qua. Điểm cho SC vui vẻ 13-16. Điểm với Trung Vương 17-13. Điểm chưa xem vui vẻ 14-17. Điểm cho Trung Vương 18-14. Điểm cho Trương Vương 19-14. Điểm cho C vui vẻ 15-19. Mười sáu mười chín. Điểm chưa xem vui vẻ 17-20. À, không được. Không được. À tính. Trung Vương 21-16. Điểm chưa xem vui vẻ 17-21. Đá bóng ra ngoài. Điểm chưa xem vui vẻ 18-21. Chạm tay rồi ạ. Điểm chơi xe vui vẻ 19-21. Điểm chưa xem vui vẻ 20-21. Điểm chưa xem vui vẻ 21. Đâu?
Điểm cho Trương Vương 22-21. Điểm cho SC Vui Vẻ 21-22 đều. Hay quá, nhiệt độ lần này còn đi. Điểm cho Trương Vương 23-22. Còn đang đánh bóng, gọi cái gì? Điểm với Trương Vương 24-22. Cố lên, đội SC Vui Vẻ cố lên. Ăn quả đấy đi. SC Vui Vẻ 23-24. Trận đấu đã kết thúc. Đội Trương Vương 25, đội SC Vẻ 23. Cứ tranh nhau 1-2 quả như vậy, phải cố lên nào. Thế nó kêu vậy, quá giỏi luôn. Ôi trời. Điểm cho đội Trung Vương 1-0. Điểm cho SC Vui Vẻ 1-0. Điểm cho Trung Vương 2-1. Điểm cho Trương Vương 3-1. Điểm cho SC Vui Vẻ 2-3. Điểm cho Trương Vương 4-2. Có bàn tay trắng không? Điểm cho Trương Vương 5-2. Không hiểu ý nhau rồi. Điểm với Trương Vương 6-2. Điểm với Trương Vương 7-2. Thua toàn phần rồi. Đấy, mặt tay nó cũng giữ lại đẹp như thế. Bóng ra ngoài. Điểm cho SC Vui Vẻ 3-7. Phát bóng ra ngoài, điểm với Trương Vương 8-3. Hai người phát bóng hỏng rồi. Bên kia à, bên này. Điểm cho SC Vui Vẻ 4-8. Điểm với Trương Vương 9-4.
bước đấy thằng đấy. Kiểm tra điểm trường. Điểm cho xe vui vẻ 5-9. Điểm chưa xem vui vẻ 6-9. Điểm chưa xem vui vẻ 7-9. Đúng rồi, đánh đẹp vào đèn xong người ta mời chứ. Kìa, con. Điểm của Trương Vương 10-7. Đấy, đắt đỡ một tay đấy nhé. Vào các bà là nhắc nhở các bà lắm đấy. Con. Điểm của Trương Vương 11-7. Đập ra ngoài, điểm của Trương Vương 12-7. Đập bóng đẹp, điểm chưa xem vui vẻ 8-12. Điểm chưa xem vui vẻ 9-12. Bóng bên nào? Điểm với Trương Vương 13-9. Điểm với Trương Vương 14-9. Điểm cho SC vui vẻ 10-14. Đập bóng đẹp. Điểm với Trương Vương 15-10. Đập bóng đẹp. Điểm chưa xem vui vẻ 11-15. Phát đẹp vào. Đấy. Điểm chế xe vui vẻ 12-15. Điểm chế xe vui vẻ 13-15. Điểm chưa xem vui vẻ 14-15. Cố lên. Chấn bóng đẹp quá. Chấn bóng đẹp. Điểm chưa xem vui vẻ
15 đều. Hay quá, hay quá. Đập bóng đẹp. Điểm cho C vui vẻ. 16, 15. Đã lên và đã dẫn một điểm. Cố lên. Còn. Trung Vương hả? Điểm cho Trung Vương. 16 đều. Hơn một quả xong lại đều rồi. Không cẩn thận nó lại lên một tràng thế này. Quả đấy còn cười. Hay quá. Chắn bóng đẹp. Điểm cho SC vui vẻ. 17-16. Alo. 17 đều. Về cũng không về được mấy chung nó khổ thế. Kia. Hay quá. Nhưng mà vẫn chưa ghi điểm. Bóng ngoài. Điểm chết sẽ vui vẻ. 18, 17. Điểm chưa xem với vẻ 19, 17. Cố lên. Điểm chưa xem với vẻ 20, 17. Bóng nhanh, chưa kịp đứng lên để đỡ bóng. Ôi dồi ôi. Đẹp. Điểm chốt xe vui vẻ. 21-17. Con. Điểm cho Trung Vương 18-21. SC vui vẻ cố lên, cắt đi. Lập bóng ra ngoài. Điểm cho SC vui vẻ 22-18. Đã sao em? Em chưa lật nữa, chưa sao đâu. Chắn bóng đẹp. Điểm chữ SC vui vẻ 23-18. Cố lên, còn 2 điểm nữa để giành một trận thắng nào. À thế à? Điểm chữ SC vui vẻ 24-18. Điểm cho Trương Vương 19-24. Cắt đi, cắt đi. Điểm cho Trương Vương 20-24. Đập cao quá.
bỏ bóng đẹp. Điểm cho SC Vui Vẻ 25-20. Chắn bóng đẹp. Ô hay vẫn còn. Điểm cho SC Vui Vẻ 26-20. Còn bao nhiêu quả nữa mới đến 31? Đập bóng chưa qua. Điểm cho SC Vui Vẻ 27-20. Đập bóng đẹp. Điểm cho SC Vui Vẻ 28-20. Chắc được. Chiếc này may dài được á. Cách xa thôi mà. Điểm cho Trương Vương 21-28. Hay lắm. Điểm của Trương Vương 22-28. SC Vui Vẻ cố lên, cắt luôn. Điểm cho Trung Vương 23-28. 5 quả nữa. Ôi. Điểm với Trung Vương 24-28. Điểm cho SC Vui Vẻ 29-24. Cố lên, còn 2 quả nữa thôi. Điểm với Trương Vương 25-29. Điểm cho SC Vui Vẻ 30-25. Quả quyết định này. Chưa quyết định được. Điểm với Trương Vương 26-30. Cắt đi nhá. Bên này cắt đi sao nào. Ngoài, bóng ngoài. Trận đấu đã kết thúc. SC Vui Vẻ 31, đội Trương Vương 26. Như vậy là 4 trận đấu diễn ra rất sôi nổi và Trương Vương đã thắng 3-1. Xin cảm ơn tất cả các cầu thủ của hai đội đã để lại cho khán giả một những pha bóng rất là ấn tượng, rất đẹp mắt. Xin chúc các cầu thủ mạnh khỏe và có nhiều trận đấu thật sôi nổi và thật đẹp mắt cho khán giả. Xin chân thành cảm ơn. Cho nó vui sướng á. Và gắn vào nhá.